của chúng ta. Và bây giờ là quả đá mạt lại, liệu rằng sẽ có một bàn thắng hay không? Một cú sút không được thôi. Vâng, được các bạn, ba quả phạt liên tục dành cho đội Đen. Hết giờ. Như vậy cho đội Toyota. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là đội Toyota đến làm vừa giải OS Phú Sen Trang Mạng Lý Tránh Kỳ Rằng Quốc Hòa đã trải qua một hành trình lịch sử hết sức hoàn thưa các bạn. Chúng tôi đang sẽ cầu thủ đội Toyota với chiến lược tập luyện nghiêm túc của mình trong suốt các năm qua và đã thi đấu bằng một tinh thần hết sức là máu lửa và nhiệt huyết. Đội Toyota đã giành chiếc cúp vô địch xứng đáng và đội BMW đã chính thức trở thành cự vương của giải OS Phú Sen Champions League.